Trong kinh tạng Phật giáo thường xuất hiện các từ ngữ sầu bi khổ ưu não tách biệt nhau bằng một dấu phẩy. Điều này cho thấy năm từ này có sự phân biệt nhau về ý nghĩa khi đó khi nói về nỗi khổ. Trong khi từ trước đến nay những gì đọc được trong sách vở chúng con chưa hề biết về sự phân biệt nhau rõ ràng của các từ này. Chỉ hiểu một cách chung chung rằng đây là đều là các từ đồng nghĩa, gần nghĩa khi nói về sự khổ. Mong sư Hoan nghĩ giải thích cho con cũng như những người khác được hiểu rõ. Cái này là quý vị chưa có kinh đấy á. Thứ nhất là để coi ở trong trong kinh phân biệt về sự thật, và ngay cả trong cái bài kinh chuyển Pháp Luân, Đức Thế Tôn cũng đã có định nghĩa về sự khổ. Sẽ không biết quý vị ở đây có ai thật sự đọc cái bài kinh chuyển Pháp Luân hay chưa. Đây nè, sẽ đọc ha. Này chư hiền, thế nào là sầu? Với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự sầu của người ấy, này chư hiền, như vậy gọi là sầu. Này chư hiền, thế nào là bi? Này chư hiền, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự than van, sự than khóc, sự bi thán, sự bi thống của người ấy, này chư hiền, như vậy gọi là bi. Này chư hiền, thế nào là khổ? Này chư hiền, có sự đau khổ về thân, sự không sảng khoái về thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không sảng khoái do thân cảm thọ. Này chư thiền, như vậy gọi là khổ. Này chư hiền, thế nào là ưu? Này chư hiền, sự đau khổ về tâm, sự không sảng khoái về tâm, sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự không sảng khoái do tâm cảm thọ. Này chư hiền, như vậy gọi là ưu. Này chư hiền, thế nào là não? Này chư hiền, với những ai gặp tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, có sự ảo não, sự bi não, sự thất vọng, sự tuyệt vọng của người ấy, này chư hiền, như vậy gọi là não. Đây là kinh phân biệt về sự thật ha. Sắc chá úy phần ga xuất tá. Tôi nói như vậy chắc có lẽ nhiều người họ cũng không nắm này. Sầu có nghĩa là sao? Tức là khi mà mình gặp tai nạn á, rồi mình cảm thấy cái sự đau khổ, mình cảm thấy cái sự sầu khổ thì đó là sầu. Còn bi á thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Rồi khi mình gặp những cái tai nạn thì mình có cái trạng thái là sự bi ai, rồi sự bi thảm, rồi mình than van, rồi mình than khóc, rồi mình ai thán, mình than thở, rồi mình bi thống, thì những cái đó gọi là bi. Còn cái khổ là những cái cảm thọ khó chịu về thân thì nó gọi là khổ. Còn ưu á, là những cảm thọ khó chịu thuộc về tâm. Còn não á, thì cũng tương tự như vậy. Khi mình gặp những cái tai nạn, rồi mình có cái sự khổ não, rồi mình bi não, rồi mình thất vọng, rồi mình tuyệt vọng, thì đó gọi là não. Nói chung ra thì nó cũng mang ý đồng nghĩa thôi. Ngoài ra đó, ở trong trong chú giải thì có một vài cái định nghĩa như thế này. Tức là sầu, tức là cái sự buồn rầu hay cái trạng thái mình buồn rầu, rồi cái nội tâm của mình nó mình buồn, rồi mình buồn thảm, rồi mình nóng nảy, rồi mình bực tức, mình khó chịu đấy. Ví dụ như là thân quyến của mình là bị tổn hại, ví dụ như là bị thất nghiệp, rồi bị đau khổ, bị tai nạn, hoặc là bị như thế này thế kia thì mình buồn. Hoặc là của cải của mình nó gặp trục trặc, hoặc là cái giới hạnh của mình á, nó có vấn đề,
hoặc là bệnh tật của mình nó làm cho mình khổ, thì như vậy gọi là sầu. Còn cái ưu á, thì mọi việc nó đều vô thường, mà khi mình cứ muốn nó thường mà nó không chịu thường cho mình, nó cứ thay đổi, là khi mình mất đi, nó không còn như cái mình mong muốn nữa, thì mình bắt đầu là mình buồn phiền, rồi mình mệt mỏi, mình than khóc, rồi mình có khi là đấm ngực dậm chân, rồi nó đi đến cái sự mê muội, thì như vậy đó nó gọi là sầu, nó gọi là ưu.